Thưa quý vị và các bạn, thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe là một trong 12 thủ tục nằm trong danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo quyết định số 295 năm 2024 của Bộ Y tế, quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: 1. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại phụ lục 1. 2. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại phụ lục 1 nhưng mắc một hoặc một số bệnh tật quy định tại phụ lục 2. 3. Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 4. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe. 5. Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô. 6. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên. 7. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi. 8. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 9. Khám sức khỏe định kỳ. 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và bộ ngành khác. 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. 12. Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.